vọng lớn lao này và đã biến nó thành hiện thực. Chúng tôi xin mời chào đón lên sân khấu Chủ tịch của Tập đoàn Hưng Thịnh, ông Nguyễn Đình Chung. Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định. Kính thưa quý vị khách quý có mặt trong buổi lễ hôm nay. Một đối tác ngồi cạnh tôi nói rằng là chỉ cái gì từ trong đáy lòng mình thì mình mới có nhiều cảm xúc được. Thực sự là hôm nay tôi có chuẩn bị hai phương án, một phương án là nói trước quý vị và một phương án là đọc bài phát biểu. Tôi xin phép được đọc bởi vì bản thân tôi thực sự mà nói thì tôi rất yêu những vùng đất nơi mình gắn bó, mình làm tại đó. Và tôi quá nhiều cảm xúc, xin phép quý vị được đọc bài phát biểu. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, người Việt Nam luôn nói ngôi nhà là một tài sản lớn và người phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng, biến ngôi nhà thành mái ấm. Nhân ngày 8 tháng 3, tôi xin gửi lời tôn vinh và lời chúc mừng đến tất cả các chị em có mặt ở đây. Kính thưa quý vị, trước những thay đổi rất nhanh của cuộc sống hiện nay, có lẽ ai cũng cần không gian và thời gian cho riêng mình. Điều này giúp chúng ta tái tạo sức khỏe, làm minh mẫn tinh thần, để luôn đủ năng lượng song hành với cuộc sống ngoài kia. Sue Oman, một chuyên gia tài chính kỳ cựu của Mỹ nói, sở hữu căn nhà chính là chìa khóa của sự thịnh vượng, sự sung túc và một cuộc sống viên mãn. Ai cũng mong muốn có một bất động sản, nhưng có một dòng bất động sản mà cả người Việt hay các nước Âu Mỹ luôn muốn sở hữu, đó là bất động sản giá trị cao. Đây là xu hướng chung của thế giới. Khi con người ngày càng có nhu cầu một cuộc sống chất lượng hơn cho chính mình và cho thế hệ về sau, sản phẩm bất động sản cao cấp đó là những cơ ngơi, những căn biệt thự tọa lạc giữa thiên nhiên hùng vĩ, những căn thương mại đắc địa, tâm điểm của mỗi vùng miền. Đây là những tài sản có giá trị trường tồn cho muôn đời. Kính thưa quý vị, chỉ còn đúng một tháng nữa, Tập đoàn Hưng Thịnh sẽ chính thức bước sang năm thứ 20. Trên hành trình dẫn dắt Hưng Thịnh từ những ngày đầu tiên, không ngày nào tôi không tự suy ngẫm, tự nhắc nhở mình phải nuôi dưỡng lòng nhiệt thành, luôn đam mê trau dồi, học hỏi từ những trải nghiệm, vì sự tiến bộ cho chính mình và cho nghề nghiệp của mình, với mục tiêu luôn mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Bởi vì tôi hiểu rằng thành công là một hành trình, chứ không phải là một điểm đến. Về Hưng Thịnh, và Hưng Thịnh đã như vậy, sau gần 2 thập kỷ, Hưng Thịnh đã có kinh nghiệm của sự thấu hiểu thị trường, kinh nghiệm thực hiện trách nhiệm của mình với những vùng đất mà mình được sứ mệnh giao phó, kinh nghiệm phát triển những loại hình bất động sản cao cấp, có giá trị tích lũy tài sản cho tất cả mọi người, kinh nghiệm không ngừng học hỏi từ những chuyên gia, những tổ chức, những đối tác hàng đầu trong nước và quốc tế. Chúng tôi trên hành trình phụng sự khách hàng, phụng sự cộng đồng. Từ những điều đó, Tập đoàn Hưng Thịnh trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị dự án Maryland Quy Nhơn. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là di sản ngay trên vùng đất mình yêu và mình gắn bó. Như tôi thường chia sẻ với đội ngũ của mình, hãy yêu vùng đất mình làm, yêu sản phẩm mình làm trước khi đem ra giới thiệu cho người khác. Đó chính là Maryland Quy Nhơn, nơi có những giá trị vươn tầm và bền bỉ với thời gian, nơi có di sản mà chúng tôi sẽ cùng quý vị tạo dựng. Xin được cảm ơn quý vị đã chia sẻ với chúng tôi trong thời điểm này. Kính chúc quý vị một buổi tối nhiều cảm xúc và ấm áp. Xin cảm ơn quý vị.
và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Đình Trung. Và ngay lúc này thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời ban lãnh đạo của tập đoàn Hưng Thịnh sẽ cùng tiến lên sân khấu để chúng ta chia sẻ những khoảnh khắc, những giây phút trọng đại của